lúc nắp xong an mê coi cho tùm nắp lộp là bay xót sai rưu bà mô lôi đạo băng bà chẳng nơi khai phải xe nụ bà phúc bộ miên bài đăng tha lúc nắp xong an và thiên ca lấy coi cho tùm nắp lộp trợ bàn liếc trợ đang chưa bật to bật tốt mình ác bật băng bàn lòi bà mà trái coi rưu cơ phát nghe coi nơi khai phải xe nụ mua chùm luôn bàn ấy đăng tha lúc nắp xong an cổng ta bắt rớt ông bước bốc lối đào khuyên nhỏ nhớ đại tê và cổng bông khúc khất chỉ mua chung môn cho nôm cho tầm nên kết bốn nâng tầm nên băng bốn mình cực có đôi chi tầm nên khóc bắp chỉ chán bảo phê tiệt mà trên nơi cho hai tầm nộp là lộp rưu có hai sâu chung hùa nông sự cắt lệ môi trong bà sẽ nốt ban ở đằng thá cổng bốc hai này cứ chưa cần lái chung môn nôm cho tầm nên kết bốn nâng tầm nên khóc bắp chỉ chán bảo phê sát tại ẩm bôi chất pru lục nộp dòng án kết tay vì rương bà mô lươi đạo bằng tùm nâng kết bôn chỉ trang bà phết đài chung môn khá khôi nôm tam cho rõ ní miết đôi chìa mà tô tùm nớp cương electronic xa thay thay cương xâm án nâng tu sắp tùm nớp chỉ trang bà lục nộp dòng án mình tâm tay mình chắc về thiên được ca bằng crap trong chung môn nôm cho kết bôn rưu tùm nâng bằng bôn mực rộng mô tê cứ miên tại ca khúc khất chỉ mua chung muôn bà sầm rộp sầm ruột chứ thân nâu nâng phò bà giáo tòa khuôn tử vinh và ca này hỏi thưa ai rọt khát băng chùm nấu ri ai chung muôn chùm nánh hai đục nộp sầm án cơ sầm bầu lưới đảo bằng chẳng hỏi bàn bà chìa bà rọt có đôi chìa chung muôn đài rô xì trăm trâu sầm nấu bộ tất đo lục rọt mặt rây cơ xuông xét cách nâng hà răng thô có đôi chìa lục mê cười bà lục con nhấm vì nất mơ dùng vơ, mất bỏ cả đây là bỏ lục nọc xong án đi phòng bố tha mô rỉ dạ trong cao này cứ quạt ở khăn đầy mần tén bà phê khắc quạt bà mô lùi dọ đạ bà thức quạt bắt đạch vì mọt bị co hôn cháu có tha dô lươn chọc bạc rất có dô lươn mất chút nạ đất nôm đã bê xong rõ phần bố ca nghiệp xem xe chẳng tân ní cứ chỉ rương là bỏ lục nọc xong án bà chân bỏ ra miệt ní nông cam thì cầm nất riêng bàn đã tua màu chậm hơi mấy ca sau đây đây đời xa mình ban thưa bắt sầm phía chỉ mùi lục nốc sầm an đời xa mình trai coi ni mùi ni mùi pum ao lê nẹt cả sai tê bàn chân mình đang chia sầm phía đòi làm gì là ban bà chân hai ban xong ba tháng pin nẹt tục sức ao lục sầm an họ sai bà bài to rồi bánh hạt xem xem để tu thiền âm sai thế tham và sân bảo miên cạn này mình bất và cả nà mũi ở lúc mình sân bỏ sai tờ lọc bảo vinh hai tụ tụ dược chống nâng sở bài chất nâng trói top đòi xong rúng nâng đòi chư chạy và hai đòi trái nô bổng phật và nâng bỏ đảm miên rồi bỏ lúc nọc xong an hay lúc phê rất miên anh cho một tháng đó bạn nông nông phong đấy bỏ sân chỉ lúc nọc xong an miên đòi ta chấm nạp rõ môi thai lúc ai đi dễ cho mà kháng đi còn dạng nào ấy còn tại khi chọn bỏ sai và ai bỏ sai ban hay ai nhận nó bán tụ thì làm TV online bỏ dương và đại mình lấy tụ được sao được cái chợ tụ thành đỏ bạn chẳng lục lục gì giống lục mà ai ban con mất nợ nó là bị xong xong cả bỏ sai rồi cái dạng nào lúc và tam cả cua và bạn đại dương sắp sai đấy cứ riêng bạn đầu làm năng mòn chẳng nông này thà sao còn ai đi chậm ran mà bà sân chia ở lục bà kết hà rương nâng vì mình ấy tê mà cứ rộp xì chân chân này na còn rộp đáy mà bật na rộp đáy nó cứ biệt hà đáy nó cứ mình lo tê đời xa ấy lục khoa học chi vậy bà rồi ấy cả na bà lục rộp xì là biệt này là không chậm niên là bà lục khó bà thế nó mình vậy thà khó thế cứ gì bà đó thà khó thà nó riết còn thà khó thà lúc vô lôi đảo bằng ở ban châu rót cứ bạt buồn rót và chúng nói đấy chúng nói riết trong miền đây thằng chồng tí pi tiền lúc nom ban này thằng an ở nhà an ở nhà có đôi nom đây ban này thằng an nhát lúc miền sứt ao vô châu màu hời mà chồng vật thô thiết là bọt đầy pro chỉ sa kỳ mi sa hay nút cứ trời châu máu bằng plan chỉ vật bằng nút tu tèo và tê campuchia đã tụm nên chẳng lúc nó hô chô mà hỏi trong trái trái tầm chìa bó rắc vô tầm bà bà và miền chìa chìm này là ha miền chìa là bọc bà hay cứ sắp tay là bọc đá tệ tôn nó phải hà kinh mi chìa chán đã cầm bông làm hô chô không có tình hiện đã cầm bông thể áp bọt được chứ bà sân chìa lúc chìa bằng trời đó cô ta chui tốt sát bà này thật bằng thoi cứ rất bằng tăng của mọi miền
របស់នាំចូលដោយគីមីសាស្ត្របាទថាគ្មានគុណភាពបាទដោយរាល់ថ្ងៃនេះឃើញស្រាប់ហើយបាទជើងមន់ជើងទាជើងអីបាទហើយគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏មានដែរបាទអត់ចាំបាច់និយាយច្រើនទេរបស់ឲ្យកិច្ចពុនបាទឡានម៉ូតូគ្រឿងអគ្គិសនីនាំចូលមកអគ្គិសនីខ្លះគឺពណ៌បាទគេហៅវិទ្យុសកម្មរបស់វិទ្យុសកម្មបាទដូចជាអគុយសាកថ្មអីផ្សេងផ្សេងសិតតែជារបស់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រើប្រាស់អារបៀបថាចុចប៊ូតុងចុចអីហ្នឹងបាទសិតតែអារបៀបថាទំនើបទំនើបប្រើសិតអីអារបៀបចុចបញ្ជីអីហ្នឹងគឺសិតរបស់ជីវសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងគីមីសាស្ត្រវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពទាំងអស់បាទហើយប្រជាជនប្រើប្រាស់ទូបឹមអញ្ចឹងมันត្រូវស្លាប់มันត្រូវខូចឬក៏ឧទាហរណ៍មនុស្សមួយដើរបានទេស្រាប់ទៅពិការអាចទៅជាវគ្គវគ្គហ្នឹងទៅខូចខាតសួរថាអ្នកណាមួយមើលថែគាត់រាល់ដងគាត់រស់ស៊ីញឹមគាត់ហើយគាត់ញឹមគេ4 5នាក់តែបើគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅសួរអ្នកណាគេញឹមគាត់វិញបាទហើយមនុស្ស4 5នាក់នេះ4 5នាក់ទៀតគឺអ្នកណាគេទទួលខុសត្រូវចំណុចទាំងនេះបាទចំណុចទាំងនេះគឺអ្នកស្រុកគឺចង់ឲ្យលោកមានគំនិតថាអ្វីដែលជាការកែប្រែអ្វីដែលជាការល្អបាទសូមអញ្ជើញឲ្យបើសិនជាលោកយល់ថាឲ្យមិនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេបាទពួកខ្ញុំមើលម្នាក់ឯងក៏ដល់ទេអស់លោកអាចអស់លោកអាចមកសំស្ាយបានបាទនៅឆ្លើយតបបាននៅជាមូលធានអមបាទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ដូចជាអគ្គនាយកគយដាក់មន្ត្រីគយចុះទៅដល់ទីនោះគឺដើម្បីពង្រឹងដើម្បីប្រមូលពន្ធគយបាទអ្នកទុកចិត្តហើយបានគេដាក់ទៅដាក់ឲ្យដើម្បីប្រមូលលុយដាក់ឲ្យប៉ៃទេបាទអញ្ចឹងសូមលោកគិតឡើងវិញបាទព្រោះថាប្រភពព័ត៌មាននោះបានឲ្យធានដំដឹងថាមានការធ្លាក់ចុះបាទចំនួនពន្ធនៅទីនោះប៉ុន្តែលំហូរនៃទំនិញខុសច្បាប់កើនឡើងច្រើនបាទហូរចូលច្រើនកើនឡើងច្រើនសួរថាមូលហេតុអីបានទំនិញមានការកើនឡើងហើយបញ្ហាប្រមូលពន្ធមកតិចបាទអញ្ចឹងហើយបានគេនាំគ្នារិះគន់បាទហើយក៏បានខ្សឹបមកដល់ខាងទូទាត់ធានអឹមថាសូមឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយផងបញ្ហានេះព្រោះថាលោកណុបសំអានគាត់ដូចជាជិះសេះលែងដៃបាទអញ្ចឹងគាត់មិនសូវខ្វល់ទេព្រោះគាត់មានខ្នងរបស់គាត់ក្រាស់ក្រាស់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគាត់មិនត្រូវសូម្បីតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមផ្ដល់យោបល់អីក៏គាត់មិនសូវស្ដាប់ដែរបាទគាត់ក៏ដឹងថាវិកខ្ចប់វិកខ្ចប់ក៏ថាយកមកដាក់លើបាទដាក់លើបាទហើយគាត់ថាចុះទៅពង្រឹងនេះពង្រឹងនោះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិននិយាយថាពង្រឹងប៉ាណាប៉ណៃទេព្រោះគាត់ថាចុះយកទៅពង្រឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីគយម្នាក់នៅទីនោះហើយលោកជាមេកោយនៅទីនោះយើងសូមលោកមេតាធ្វើយ៉ាងណាអ្នកណាក៏ចេះយកលុយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់បានសំរម្យបាទកុំលេងដាក់ទូទៅរត់លេងបានតែបងពុនបានតែ 30-40% ហើយតំណែងទៅបងពុន 100% បាទអញ្ចឹងវាបាត់ចំណូលរត់អស់ហើយនេះគឺជាដំណឹងក្នុងកម្មវិធីកំណត់រាជគេបានផ្ដល់មកអញ្ចឹងដូច្នេះលោកណុកសំអានប្រសិនបើលោកយល់ថាព័ត៌មានវាអត់ពិតទេខ្ញុំមិនអាចណាត់ធ្វើដល់អញ្ចឹងទេណាបាទលោកអាចបកស្រាយបានបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូម slash